Chị Kem Dâu xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em tô màu. Chú Hải Quân này đang đứng canh gác đó các em ạ. Thì đây là cái mũ có ngôi sao. Đây là cái đầu. Đây là mình, chân, tay và đang cầm một cây súng. Đây là một cái tượng đài đó các em. Có ngôi sao nè. Và đây là đàn hải âu. Đây là ông mặt trời. Có hoa, lá, cây cảnh. Thì cái mũ của chú Hải Quân chúng ta sẽ tô màu xanh. Ngôi sao chúng ta sẽ tô màu vàng. Cái áo này chúng ta sẽ tô màu. Cổ áo chúng ta sẽ tô màu đỏ. Cái áo chúng ta tô màu xanh. Cái quần cũng vậy. Cái súng này chúng ta sẽ tô màu nâu. Cái tượng đài này chị sẽ sơn màu xanh. Ngôi sao chúng ta sẽ sơn màu vàng. Ông mặt trời màu đỏ. Chim hải âu chúng ta sẽ sơn màu vàng nha các em. Hoa lá thì chúng ta sẽ sơn màu xanh lá cây và nhiều màu sắc. Bây giờ chúng ta bắt đầu tô nha các em. Chị sẽ tô mũ của chú Hải Quân trước. Sơn màu đỏ. Cái áo mình sơn màu xanh. Thank you.
Chị sẽ tô tóc của chú Hải Quân màu đen. Tôi xuống cho sạch sỡ nha các em. Hải Âu thì màu trắng, mà ở đây chị sẽ tô màu vàng. Phần đàn mình sẽ tô màu sáp, màu xanh, da trời.
màu da của chú Hải Quân màu sáp. Và chị và các em đã hoàn thành xong bức tranh chú Hải Quân đang đứng canh gác rồi các em ạ. Bây giờ tiếp theo chị sẽ hướng dẫn cho các em tô màu chú khủng long này các em. Các em nhớ đón theo dõi nhé. Và nhớ đăng ký kênh của chị để xem được nhiều video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các em.